Mình đã liên tục phân vân giữa hai con trâu, là con trâu số 10 và con trâu số 20 ở khu vực phía bên phải của màn hình. Mất khá là nhiều thời gian để có thể nhìn ra được hai con trâu đó. Thời gian còn lại không nhiều. Liệu rằng Thành Đạt có sử dụng hết 10 phút để tìm ra hình ảnh con trâu chính xác? Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Việc viết lên giấy khiến việc vẽ hóa của mình trở nên dễ dàng và mình cũng có thể dễ dàng kiểm tra lại những số mà mình đã mã hóa ra để có thể sửa lại trong trường hợp mình cảm thấy nó không chính xác. Tuy nhiên, việc viết lên giấy cũng dễ dàng khiến mình bỏ qua các dữ liệu và khiến các con số trở nên sai lệch. Mình chỉ mất hơn 5 phút để có thể giải quyết được 8 nonogram. Thấy đối thủ vẫn còn đang giải các nonogram đó thì mình cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì Lan Anh là một đối thủ rất là cẩn thận. Điều đó có thể khiến chị Lan Anh mất khá nhiều thời gian trong việc giải quyết đề đó. Lúc đấy Thành Đạt đã thực hiện xong thử thách nonogram, mình cảm thấy khá là lo lắng. Nhưng mà mình cố gắng trấn tĩnh, tạo cho bản thân một cái thoải mái tự tin nhất để mình có thể thực hiện chính xác được phần thi của mình, không gặp ra lỗi. 68 sai nó sẽ xuất hiện ở mấy chỗ liền đấy nhá. Và nhiều lúc mà không nhìn ra lại phải kiểm tra lại số này, tại vì sai số phát rồi. Xong rồi sẽ phải chia ra từng cái ô một để mà tìm xem là con này nó ở đâu, đúng không? Chúng ta biết nha, là tất cả những cái số đấy nó tập hợp ngang dọc lại nhưng mà nó không phải là nét liền. Nó vẫn có những cái nét đứt, và cái đoạn đứt đoạn đấy là các bạn sẽ phải sử dụng cái năng lực tưởng tượng để từ những con số đấy mà vẽ ra được dáng vẻ một trong 30 con trâu mà đề bài đã giao. Nếu mà không có một cái năng lực quan sát cực kỳ tỉ mỉ cộng với cả cái năng lực hình dung về mặt hình ảnh thì không thể nào mà phát hiện ra được cái phương án chính xác. Bạn ấy là đang bị mắc với cả một số phương án là không hiểu. Điều mà tôi ấn tượng nhất ở Lan Anh đó chính là cái khả năng điềm tĩnh của em ấy khi thực hiện phần nonogram. Rõ ràng là Thành Đạt hoàn thành trước. Nếu mà cho tôi thi phần này thì chỉ cần đối thủ tôi bấm chuông trước là ngay lập tức tôi cảm giác bị nao núng, tôi cảm giác lo lắng liền. Tiên cùng với anh Nam có lên xem phần thi của hai bạn ở cái phần nonogram, thì lúc đó thì Tiên có nhìn đáp án của Đạt và đối chiếu với đáp án của Lan Anh, thì Lan Anh có sai. Lúc đó mình nghĩ là chắc là Thành Đạt lại thắng một lần nữa. Công việc mã hóa của mình đã gặp một số vấn đề ở hai số gần cuối. Bạn ấy rất là băn khoăn, đầu tiên là hình như là viết một con số ra hai con số và phải quay đi quay lại để check. Cái cách mã hóa của mình bị rơi vào điểm mù, không có cách nào để liên kết kết nối được các số lại với nhau. Thay vì typograph họ sử dụng chữ thì cái bản mặt trận này thì sử dụng là số. Tuy nhiên bản mặt trận số này nó sẽ khó hơn typograph bằng chữ. Bởi vì typograph bằng chữ thì cái kích thước chữ to nhỏ nó sẽ giúp dễ tìm ra hình ảnh hơn. Trong khi đó số thì được làm đồng nhất. Đây cũng chính là một trong những phần rất khó tạo ra sự bất khả thi cho cái đề thi này. Có khi nào tìm được theo cháu thì... Không có khi nào. Có nào. Ai biết được tâm lý của nó đâu. Việc đã từng đối diện với màn hình LED có độ khủng tương tự ở vòng 1 có phải là lợi thế của Thành Đạt? Nhưng Thành Đạt hãy cẩn trọng, vì đối thủ Lan Anh chính là điểm bất lợi của anh chàng ngay lúc này. Ở sinh lý tập quốc tế thì các con số được sắp xếp theo các chiều khác nhau, nhưng có con số to và có con số nhỏ. Vì vậy là việc quan sát cũng không quá khó khăn. Còn ở thử thách của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lần này thì các con số đã được đặt với các kích thước bằng nhau, cho nên việc nhận dạng ra được hình ảnh của con vật có trên một ma trận số như thế là khá khó khăn.
có những lúc mà Tiên cảm thấy như Thành Đạt bị vô vọng luôn á. Bạn ấy có đi check lại, Tiên không rõ là bạn ấy có thay đổi cái kết quả nào đó trong đầu hay không. Có vẻ như cái phần thi mà tìm ra con trâu này á, nó là một cái thử thách quá khó, không chỉ riêng Thành Đạt mà cả Lan Anh, hai bạn cực kỳ chật vật trong cái phần thi này. Sau khi mà kiểm tra đi kiểm tra lại khá nhiều lần, cảm thấy khá chắc chắn đối với quyết định của mình nên mình đã quyết định bấm chuông để dành cơ hội xác nhận đáp án. Lan Anh đang tỏ ra khá bối rối và lo lắng sau khi bấm nút xác nhận đáp án. Liệu rằng cô nàng nhận ra mình đã quá vội vàng? Mình đã liên tục phân vân giữa hai con trâu, là con trâu số 10 và con trâu số 20 ở khu vực phía bên phải của màn hình. Mất khá là nhiều thời gian để có thể nhìn ra được hai con trâu đó. Thời gian còn lại không nhiều, liệu rằng Thành Đạt có sử dụng hết 10 phút để tìm ra hình ảnh con trâu chính xác? Sau một hồi phân vân và suy nghĩ thì mình cũng đã quyết định bấm chuông bởi vì mình nghĩ đó là đáp án chính xác. Thưa quý vị, hai đấu sĩ chúng ta đã hoàn thành phần thi của mình. Bạn Lan Anh đã bấm chuông trước. Và trong lúc bạn Lan Anh bấm chuông thì Thành Đạt vẫn còn 10 phút để hoàn thành bài thi của mình. Nhưng bạn không cần xài hết 10 phút thì Thành Đạt cũng đã dừng lại cái phần thi của mình ở phút thứ 35. Và bây giờ chúng ta sẽ sổ đầu tiên là 8 cái đáp án đúng của cái đề nonogram này. Chúng ta cùng xem kết quả đúng của chương trình. Xin mời. Đề đầu tiên là 842. Mời trợ lý khoa học. Chính xác. Đề số 2, 934. Đáp án là chính xác. Tiếp theo, 682. Đáp án chính xác. Cân sức cân tài đó. Tiếp theo, 589. Đáp án chính xác. Tiếp theo, 422. Đáp án chính xác. Tiếp theo, 356. Đáp án chính xác. Thưa quý vị, ở đây Thành Đạt bị sai một số là 358, không chính xác. Thảo nào em mất thời gian nhiều hơn. Lúc đó Tiên gần như cảm thấy là thôi chết rồi. Nếu mà đã sai cái đáp án nonogram này, biết đâu là nó sẽ ảnh hưởng tới cái đáp án cuối cùng, đó là đáp án của con trâu. Tiếp tục, 237, chính xác. Và cuối cùng là 153. Và hoàn toàn chính xác. Wow. Chúc mừng hai đấu sĩ và đặc biệt là Lan Anh, chính xác 8/8. Khi mà 8 cái nonogram đều giải một cách chính xác như vậy thì lúc này Lan Anh lại trở thành người có lợi thế hơn so với Thành Đạt. Và hãy cùng xem cái tọa độ mà lúc nãy anh Sâm đã giấu cái con trâu vào trong cái ma trận số, nó nằm ở đâu. Wow.
Ở bốn con thì tôi nhận ra hình như là có hai con là giống cái con anh Sâm hồi nãy chọn. Và bây giờ xin cho chúng tôi con trâu mà hoàn chỉnh mà giám khảo đã chọn. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng xem là trong 30 con trâu, thí sinh đã chọn con trâu ở số thứ tự mấy. Và đó là... đó là con trâu số 27. Thưa quý vị, mặc dù giải đúng mà Lan Anh hình như đưa ra con trâu không giống với hình thù mà anh Lại Văn Sâm đã chọn. Mình cảm thấy khá là suy sụp. Mình nghĩ là khả năng chiến thắng của mình gần như là mất rồi. Và đáp án của chương trình là 20. Không chính xác thưa quý vị. Rất đáng tiếc. Đây là một thử thách thực sự khó. Để mà tìm ra được chính xác được 8 cái mã số đây đã là khó rồi đúng không? Và Thành Đạt chỉ sai một chữ số thôi. Còn xác định được đúng đâu là con trâu thì không hề đơn giản một chút nào cả. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của Thành Đạt. Cũng không đúng nha. Con trâu của Thành Đạt hình như cũng không giống hình dạng lắm. Chúng ta cùng xem số thứ tự mà Thành Đạt đã chọn là con trâu số 10. Không chính xác thưa quý vị. Và mình còn bất ngờ hơn nữa khi mà Thành Đạt cũng không tìm ra được con trâu bị ẩn giấu. Như vậy là cả hai đối thủ đều không giải được cái đề này. Thưa quý vị, như vậy là hai đối thủ đều không hoàn thành cái bài thi lần này. Nhưng mà chúng ta dựa vào 8 đáp án đúng của cái đề lúc đầu. Và trong đó Lan Anh đúng 8 trên 8. Chúc mừng Lan Anh ở thử thách này. Rất là đáng tiếc, chúng ta phải chia tay hot boy của chúng ta ở đây rồi. Không biết là các vị giám khảo có lời chia sẻ gì với bạn Thành Đạt hay không ạ? Tôi theo dõi hai bạn ấy thì thấy rằng là bởi vì là cái đấy là cái mà tôi chọn và chỉ có tôi và tổ khoa học biết thôi. Cho nên tôi thấy các bạn nhìn đi đâu tôi rất lo, tôi theo dõi cả cái ánh mắt của các bạn nhìn vào cái khoảng nào của cái màn hình ở trên kia để xem các bạn xác định được tọa độ hay không. Lúc đầu thì chú thấy Lan Anh là nhìn xéo sang bên kia, chú đã nghĩ là cháu đã xác định được rồi. Bởi vì là cái số mà tôi chọn ấy là số 20, nó về phía bên góc bên phía bên này này của màn hình này. Thì lúc đầu tôi có nói với các anh ở đây là có vẻ như cô bé là đang đi đúng hướng hay sao ấy. Nhưng sau đấy thì lại thấy cô chạy về, cô xem, cô lại xem bên này. Thì mình cảm thấy rất là lo. Tôi xem và tôi thấy nó kinh khủng khiếp, đau hết cả đầu. Tiếc, rất tiếc. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem số độc đắc chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ từ ngày 14 tháng 1. Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ